Nguyên Khang và Thanh Thảo rất vui khi được gặp lại những khán giả thân quen của chương trình Camera cận cảnh được phát sóng vào lúc 20h45 và 21h10 tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV9. Quý vị thân mến, mỗi tuần trôi qua thì chương trình sẽ tiếp tục mang đến cho chúng ta nhiều chủ đề hơn nữa với những câu chuyện vô cùng phong phú ở những góc nhìn đa chiều khác nhau. Và chương trình hy vọng rằng sẽ tiếp tục được sự đón nhận từ phía quý vị khán giả, ủng hộ cho chúng tôi nhiều hơn cũng như là đóng góp ý kiến để những chủ đề của chương trình ngày một đa dạng và hấp dẫn. Những vấn đề của tuần này sẽ như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi để tìm ra những câu trả lời nhé. Và bây giờ sẽ là vấn đề đầu tiên. Quảng Nam họ kể thì Quảng Ngãi ha loa, cái câu thơ nó có vậy đó. Ở đây là đặc sản miền Trung không mà từ miền Trung họ gửi vô miền Bắc. Nhiều lắm, ở đây là đủ hết, ghi chiên, đường bòn, rồi lọc, đủ hết. Rồi người Trung nhiều nhất, còn lạp chợ nữa. Người miền Trung ở thành phố Hồ Chí Minh, khi nhớ quê thì tới chợ Bà Hoa để nghe những từ chi mô răng rứa thật thân thương, bình dị, chân tình. Ngôi chợ này từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người thích sản vật của miền Trung. Nằm trên con đường Trần Mai Ninh, quận Tân Bình, chợ phường 11 được người dân gọi bằng cái tên thông dụng chợ Bà Hoa. Bà Hoa là người có công mua đất thành lập nên ngôi chợ này. Đến với ngôi chợ nhỏ, người đi chợ cảm thấy như đang có mặt ở một vùng quê nào đó ở miền Trung. Điều đặc biệt của ngôi chợ chính là trên các hàng quán đều treo những bảng hiệu giới thiệu các món đặc sản. Trong đó nhiều nhất phải kể đến đặc sản mắm, với đủ các loại mắm miền Trung, từ mắm tôm, mắm cá cơm, mắm tôm chua Huế, mắm rò, cho đến mắm cá chuồng, mắm cá mồi, mắm ruốc. Cả khu chợ dậy lên hương vị mắm đặc trưng của miền Trung, gió biển, cát trắng và nắng vàng. Đối với những người miền Trung đến chợ Bà Hoa, người ta như trở về ký ức với hình ảnh những ngôi chợ quê với vô vàn đồ ăn thức uống quen thuộc. Mỗi người đến chợ không chỉ để thưởng thức các món ăn đặc trưng của quê nhà, mà còn được nghe những thanh âm thân thương quen thuộc. Miền Trung ơi sao mà thương mà nhớ. Thế cho nên có nhiều người, dù ở rất xa chợ, vẫn chịu khó thường xuyên đến mua đồ ở chợ Bà Hoa. Cô hình như lâu lâu mà đi, tại vì đi xa quá, mà bữa đi thêm đi Quảng ở đây. Bay lên luôn. Bay đi mà cực không được, mà lên đây để mua đường tảng đây này, cái đường đây này, đường đây ngon lắm. Cô mua cái gì ạ? Mua mì Quảng này, mua về ăn nè, ăn rồi mua về ăn nữa. Đó, mê cái chợ Bà Hoa này lắm. Mua mâm cá, mua mì, rồi cá thánh, bánh tráng. Là có thứ ở ngoài quê mình vô làm đây đó, là Quảng Nam, ví dụ Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhưng mà hết tỉnh khác, rồi họ tới rồi họ mua. Chợ Bà Hoa là bà tư nhân, Bà Hoa mới thành lập ra, thử ra là cái chợ nó tư nhân mới làm, mà cái Bà Hoa làm thì đặt tên là chợ Bà Hoa, nhưng mà ở trong phường 11 thì họ nói phường 11, hiểu không? Mẫu phường có mẫu cái chợ vậy đó, nhưng mà xác thực là tư nhân phải làm ra. Dù là sáng sớm hay chiều muộn, chợ Bà Hoa luôn thu hút nhiều khách hàng tìm đến. Người mua kẻ bán sôi động không ngớt. Mỗi ngày khi đến chợ miền Trung tại thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ những người xa xứ không chỉ mua đồ ăn, mà còn để gặp gỡ, trò chuyện với những người đồng hương trong chợ. Bởi thế khi nghe tâm sự của những người đi chợ, chúng ta cảm nhận được tình yêu thương quê hương sâu sắc của họ. Cô cho thì thôi, thì lòng dạ nó xao xuyến lắm con ơi. Nhớ quê nhà lắm, mà ở đây toàn là người Đà Nẵng không, hay người Quảng không á. Bán cái chi cũng ngon con ơi, cô mê lắm mà tại nhà xa quá, chắc phải dời nhà lên đây ở quá. Thì mình gặp lại người quê hương mình rất là vui, gặp lại đồng hương. Cảm thấy giống như là cũng còn cảm thấy ấm áp của tình quê hương. Có đôi lúc cũng như là tụi chị ở đây nó, cái này bao nhiêu chị, cái dạ tốn ngon, cái hả, cái gì? Hả, cái xong mình phải đổi lại chút xíu, dạ 8.000 chị. Người miền Trung vẫn chất phác, thật thà và bình dị, ngay giữa một thành phố có lối sống đô thị rất đậm nét, có rất nhiều sắc thái văn hóa vùng miền cùng tồn tại và phát triển. Chợ Bà Hoa không chỉ là nơi lưu giữ hồn quê xứ Quảng của miền Trung thân thương, mà còn là nét chấm phá độc đáo trong sự đa dạng của văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chợ Bà Hoa ngày nay gọi là chợ phường 11 quận Tân Bình. Chợ không chỉ là nơi để người dân xứ Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi mưu sinh lập nghiệp, mà còn là điểm đến quen thuộc của người dân miền Trung sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi khi nhớ quê thì họ tìm đến nơi này để nghe câu là chi mô rửa hè ấm áp rất là thân quen ạ. Bởi vậy cho nên chúng ta mới thấy ở thành phố Hồ Chí Minh là một nơi đa màu sắc về văn hóa, bởi vì có những con người phương Nam cũng có thể tìm đến với xứ Quảng để tìm hiểu về văn hóa và ẩm thực của con người miền Trung. Và với cá nhân của Nguyên Khang suy nghĩ thì với sự phát triển của những loại hình mua sắm như là siêu thị, những trung tâm thương mại, thì những khu chợ như thế này dường như đang ngày càng vắng bóng, và việc bảo tồn những khu chợ mang những nét văn hóa về ẩm thực, về cuộc sống của người dân, đặc biệt là người dân miền Trung như thế này, thật sự là một nét đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh. Và cá nhân của Nguyên Khang thì cũng chưa đến chợ này bao giờ và cũng chưa được thưởng thức những cái món ăn ở đây. Mà Khang thấy không, tại vì ở thành phố Hồ Chí Minh của mình thì có rất nhiều người dân ở những địa phương khác đến đây để sinh sống, để phát triển sự nghiệp hay là lập gia đình. Nhưng mà muốn quay trở về quê hương của mình ở xứ Quảng xa xôi ở miền Trung thì đâu đó chỉ cần ra chợ thôi. Chúng ta dạo một vòng quanh các sạp là ở đó có bán đủ các loại đặc sản của xứ Quảng. Nào là tự những cái gia vị nêm hay là cả những cái món bánh đặc trưng của vùng miền nữa, làm cho chúng ta cảm thấy là cái nền văn hóa về ẩm thực cũng như là cái nét văn hóa của miền Trung nó khắng khít và rất là gần gũi với chính cả con người thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng thiết nghĩ là những ngôi chợ như thế này cũng sẽ là một địa điểm rất thu hút du khách trong nước và quốc tế. Hãy thử tưởng tượng một du khách nước ngoài có dịp ghé đến khu chợ và được thưởng thức tất cả những đặc sản miền Trung, sẽ giới thiệu với bạn bè của mình về nét văn hóa rất riêng, rất đặc biệt này. Và chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, khu chợ không chỉ được bảo tồn mà sẽ còn được chỉnh sửa, chỉnh trang để đẹp hơn và thu hút nhiều người tham quan hơn. Và Nguyên Khang cũng hy vọng là ngày nào đó cũng sẽ cùng Thanh Thảo đến đây ăn mì Quảng, ăn các loại bánh của miền Trung. Và đặc biệt là hồi nãy Nguyên Khang thấy có các loại chả ở đây rất nổi tiếng, nhất là chả bò nữa, đúng không ạ? Và hy vọng là chúng ta cũng sẽ có một góc nào đó ở trong chợ để chia sẻ nhiều hơn những thông tin về cái văn hóa ẩm thực này, bởi vì Thảo tin chắc nó sẽ là một điều vô cùng thú vị đối với du khách đến đây. Chúng ta có thể phát triển thêm để làm cho khu chợ của chúng ta được phát huy và bảo tồn lâu năm hơn nữa. Còn bây giờ xin được mời quý vị chuyển sang nội dung tiếp theo. Camera cận cảnh đã đề cập đến rất nhiều hình ảnh đẹp với những con người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp người bị nạn, nhiệt tình xuống đường điều khiển giao thông khi kẹt xe và rất nhiều nghĩa cử khác trong cuộc sống hàng ngày. Và hôm nay sẽ là tình huống nào đây? Đây là hình ảnh được người dân ghi lại. Gần 10 người đang cùng nhau giúp cho tài xế và phụ xe đẩy chiếc xe buýt bị chết máy. Tuy chiếc xe buýt rất to và nặng, nhưng mọi người vẫn cố gắng, mỗi người một tay để đẩy chiếc xe buýt qua đoạn đường hẹp đang bị sửa chữa, tránh gây ùn tắc giao thông cho khu vực này. Thêm một tình huống tương tự như vậy, các chiến sĩ cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ, công an cùng người dân hợp sức đẩy chiếc xe buýt bị chết máy ra khỏi đoạn đường đông xe này. Một anh cảnh sát giao thông khác thì điều khiển các phương tiện giao thông tránh sang một bên để những người đẩy xe buýt được an toàn hơn. Tuy rất mệt, nhưng mọi người vẫn quyết tâm, mỗi người cố gắng hơn một chút và chiếc xe buýt to nặng đã di chuyển được một đoạn khá xa. Những hành động đẹp này đã tạo nên làn sóng ủng hộ trên mạng xã hội về những con người sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có việc cần. Đây cũng là những nghĩa cử mà các bạn trẻ cần quan tâm, suy nghĩ và thực hành trong cuộc sống hàng ngày khi gặp bất kỳ trường hợp nào cần đến sự giúp đỡ của các bạn. Trong chương trình Camera cận cảnh thì chúng tôi cũng đã từng đưa đến cho quý vị xem những hình ảnh của những anh chiến sĩ công an giúp cho người dân chữa cháy xe máy nè, hay là quét miễn chai ngay giữa đường khi mà có tai nạn xảy ra. Thì bây giờ lại là những cái hình ảnh đẹp nữa mà các anh làm cho chúng tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng. Giữa trời nắng chang chang như vậy, một chiếc xe buýt đang bị hư, chết máy thì các anh sẵn sàng cùng với những người dân đẩy hộ chiếc xe buýt này. Và chúng tôi thấy nó đẹp lắm quý vị. Nó đẹp bởi vì sao? Bởi vì nó là sự gắn kết giữa các chiến sĩ công an với những người dân và cùng giúp đỡ cho một người gặp hoạn nạn như thế này. Còn bây giờ xin được mời quý vị chuyển sang nội dung tiếp theo. Thưa quý vị, chúng ta cũng thấy là những cái biển báo giao thông thì rất là quan trọng để chúng ta có thể học thi lấy bằng lái xe, và hầu hết mọi người đều phải nhớ trong những cái buổi lý thuyết. Thế Thảo có bao giờ nhớ cái biển báo quay đầu xe, cấm quay đầu xe thì như thế nào không? Thông thường thì tất cả những cái biển cấm là sẽ nằm trong hình tròn, và biển cấm quay đầu xe sẽ là có một cái mũi tên quay ngược lại và gạch đi. Còn những cái biển báo mà nguy hiểm thì sẽ nằm trong hình tam giác. Nhưng mà bây giờ Thảo nghĩ là để cập nhật lại những cái thông tin về những biển báo mới với những cái sự phân luồng giao thông hiện tại cũng là một trong những yếu tố cần thiết. Tại vì nếu mà nói như Thảo với Khang á, lúc mà mình thi bằng lái xe mà xe máy á, là từ hồi còn rất là nhỏ rồi. Hiện tại thì Thảo không thi bằng lái ô tô cho nên Thảo không có thời gian để Thảo ôn lại cái đó. Thì mình nên chăng là mình nên cập nhật lại để có thể là mình không bị quên. Thật ra thì Khang nghĩ nó cũng rất là dễ. Nếu như mà chúng ta tổ chức những cái chương trình vui vui, tham gia kiểu game show để chúng ta có thể nhớ đến những cái biển báo giao thông như thế này thì chắc chắn nó sẽ rất là hữu ích cho tất cả những người lưu thông ở trên trường. Ngay như Nguyên Khang là có bằng lái ô tô rồi, nhưng mà đôi khi có những cái biển báo mà ít khi nào mình tiếp xúc, nó cũng hơi phức tạp, cho nên mình cũng không thể nhớ hết tất cả những cái biển báo hết. Cho nên là lâu lâu nếu mà có dịp để ôn lại thì đó cũng là cách để chúng ta nhớ lại. Thưa quý vị, đó là suy nghĩ của Thanh Thảo và Nguyên Khang. Còn đối với những người dân mà hàng ngày phải đối diện với cả một rừng biển báo như thế thì họ đã phải làm cách nào để có thể biết hết được nội dung của những biển báo đó mà tuân thủ luật lệ giao thông? Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Được phép đi thẳng ở đường ưu tiên. Cái biển báo này chưa nhìn thấy nên chưa biết. Biển báo mà hành kỹ là nhưng mà như thế nào mà cho nó cái khu vực mà thốt á. Em cũng không gành nữa. Dạ, tại hai cái biển báo nhìn nó rất là giống nhau mà chỉ khác cái hình vuông hình tròn. Em thi bằng lái cũng em chưa thấy. Mình nghĩ hình vuông là dành cho đường cao tốc, hình tròn là chỉ là đường giao thông trong thành phố bình thường. Đây là biển chỉ dẫn 1407A đường một chiều. Nó có hình vuông, nền màu xanh, có mũi trên màu trắng. Nó khác với biển hiệu lệnh là R301A. Biển hiệu lệnh là nó hình tròn, hướng đi phải theo, nghĩa là các xe chỉ được đi thẳng. Cấm đi ngược chiều. Hoài mà cũng không biết, không nhớ. Cấm dừng xe. Biển báo hay là biển báo là cấm đi ngược chiều. Biển báo nguy hiểm. Em nghĩ là cái này là cấm quay đầu lại á. Chỉ có những người có nhiệm vụ mới được vào. Đây là biển thuộc nhóm biển báo cấm, có ký hiệu B131A. Cấm đổ xe được mô tả như sau: hình tròn, viền đỏ, nền xanh, bên trong có một đường chéo màu đỏ. Biển có hiệu lực cấm các phương tiện cơ giới đổ xe ở phía đường có đặt biển báo trừ các loại xe ưu tiên theo luật định. Biển báo này cũng là biển báo cấm, có ký hiệu B130, cấm dừng xe và đổ xe, hình tròn, viền đỏ, nền xanh, bên trong có hai đường chéo màu đỏ. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới dừng và đổ ở phía đường có đặt biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Hai cái biển báo này mình thấy khác nhau, mình không biết nó khác nhau rất là đến thành gì. Cái cột đó không biết là biểu tượng của cái gì á. Đi một hàng này cấm đi hai hàng. Đây cũng là biển thuộc nhóm biển báo cấm, cấm đổ xe ngày chẵn, có nghĩa là cấm các loại xe cơ giới đổ ở phía đường có đặt biển vào những ngày chẵn. Đối với biển B131B có một vạch màu trắng, cấm các loại xe cơ giới đổ ở phía đường có đặt biển vào những ngày lẻ. Thấy rồi, thấy hàng ngày luôn, không nhớ thiệt chị. Theo mình nghĩ thì đây là biển báo cấm, mình không rõ lắm là nó cấm cái gì. Chẳng hạn như biển B102 cấm đi ngược chiều, đó là hình tròn, nền màu đỏ, có vạch ngang màu trắng. Biển báo hay là biển báo là không được rẽ trái, chỉ mình là được phép đi thẳng với rẽ phải. Nếu mà cấm quay đầu xe thì nó phải cho rẽ trái, mà nếu cấm rẽ trái thì phải cho quay đầu xe. Theo quy chuẩn 41 năm 2012 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành, việc biển báo cấm quay đầu thì được phép rẽ trái, còn cấm rẽ trái thì không được phép quay đầu. Nhưng theo quy chuẩn 41 năm 2016, ý nghĩa của từng loại biển báo cấm quay đầu và cấm rẽ trái là riêng biệt. Tuy nhiên, vẫn có một số biển báo cấm có ý nghĩa kết hợp như biển báo cấm P124C. Thưa quý vị, còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại rồi. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Hãy luôn là những người bạn đồng hành của chương trình Camera Cận Cảnh theo lịch phát sóng của chúng tôi quý vị nhé. 20 giờ 45 phút tối Chủ nhật và 21 giờ 10 phút tối thứ hai trên kênh HTV9. Mọi ý kiến đóng góp quý vị vui lòng gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ quen thuộc camera cận cảnh avongmcv.com.vn hoặc số điện thoại 0938 980 305. Còn bây giờ Thanh Thảo và Nguyên Khang xin chào và hẹn gặp lại.